Lực lượng đặc nhiệm ưu tú Spetsnaz GRU của Nga từ cuối thập niên 1960 đã thực hiện thành công những sứ mệnh dường như là bất khả thi, và một số trong đó đã được Nga giải mật. 1. Chớp nhoáng Việt Nam. Chiến dịch lớn đầu tiên ở nước ngoài được GRU thực hiện năm 1968. Sau chiến dịch này có thể thấy trong tay Liên Xô có một công cụ mạnh có thể thực hiện nhiệm vụ với bất cứ đặc điểm nào tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Tháng 5 năm 1968, nhóm 10 binh sĩ đặc nhiệm Spetsnaz GRU của Liên Xô đã tấn công một cơ sở bí mật của Mỹ tại Campuchia, cách biên giới Việt Nam 30 km. Mỹ sử dụng căn cứ này để đưa về Việt Nam các nhóm do thám tấn công nhằm mục đích tìm kiếm các biệt kích và phi công của mình bị bắn hạ. Trong bãi đỗ của căn cứ thường xuyên túc trực 2 trực thăng hạng nhẹ trong trạng thái sẵn sàng tấn công, 10 xe vận tải và 4 trực thăng Cobra. Mục tiêu tấn công chính là các trực thăng, vốn vào thời điểm đó được trang bị hệ thống dẫn đường đặc biệt và tên lửa điều khiển. Sau 25 phút tấn công, Spetsnaz lấy được một trực thăng Cobra đưa về Việt Nam, số còn lại bị phá hủy. Phía Mỹ mất 20 lính. CIA chỉ biết việc Spetsnaz Liên Xô thực hiện chiến dịch vài năm sau đó, do thông tin dò dỉ từ KGB. 2. Tiệp Khắc 1968. Chiến dịch năm 1968 ở Tiệp Khắc bắt đầu sau khi các nước thành viên Hiệp ước Warsaw quyết định đưa quân vào nước này. Chiếc máy bay chở đội đặc nhiệm yêu cầu sân bay của thủ đô Praha cho phép hạ cánh khẩn cấp do động cơ trục trặc. Sau khi máy bay hạ cánh, các binh sĩ Spetsnaz trong chớp mắt chiếm sân bay. Theo tài liệu giải mật của Bộ Tổng tham mưu Nga, toàn bộ chiến dịch diễn ra trong 9 phút 21 giây. Sau báo cáo đã chiếm thành công sân bay, chỉ huy Liên Xô nhanh chóng triển khai tại sân bay sư đoàn dù để hỗ trợ Spetsnaz. Trong thời gian đó, các nhóm Spetsnaz tới Tiệp Khắc chiếm các tòa báo, nhà ga xe lửa, bưu điện ngay tức thì một cách êm thấm. Sau khi chiếm tòa nhà chính quyền, chính phủ Tiệp Khắc được các binh sĩ Spetsnaz đưa về Moskva. Một trong những người tham gia chiến dịch là Trung tá Yuri Suniak. Vào thập niên 1990, ông nhớ lại, với chúng tôi việc chiếm sân bay không phải nhiệm vụ lạ lẫm. Chúng tôi được huấn luyện làm điều này, chúng tôi được trang bị tốt, bởi vậy vào lúc đó không có hành động nào thừa. Chúng tôi lo lắng hơn về việc toàn bộ chiến dịch Danube, chiến dịch nhằm lập chính phủ trung thành với Liên Xô ở Tiệp Khắc sẽ diễn ra như thế nào. Với các hành động của mình, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch và hầu như chẳng ai bị thương. Cựu điệp viên Đức, Otto Skorzeny, người giám sát tình hình tại Tiệp Khắc, đã gọi chiến dịch chiếm sân bay là xuất sắc. 3. Rambo Angola. Châu Phi giai đoạn 1970 đến 1980 có giá trị không kém Việt Nam. Angola là nước có vai trò quan trọng trong cuộc chiến bí mật quân sự vào thời điểm đó. Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản. Tùy viên quân sự Liên Xô ở Angola được yêu cầu giám sát sự xuất hiện các loại vũ khí và khí tài mới của đối thủ. Những vũ khí có giá trị, quân đội chính phủ Angola, dưới sự hỗ trợ của đặc nhiệm Liên Xô, lấy được của phiến quân ngay lập tức được đưa bằng phương tiện đặc biệt về Moskva. Năm 1976, trong một trận đánh ở khu vực Dondo, cách Luanda 200 km, binh sĩ chính phủ Angola chiếm được một xe tăng Type 59 của Trung Quốc. Đặc nhiệm Liên Xô Vladimir Rašč đã được tặng thưởng huân chương vì sự phục vụ trong quân đội. Chính Vladimir Rašč đã trao lại phần thưởng này cho Spetsnaz GRU, những người thực hiện chiến dịch vận chuyển chiếc xe tăng về Liên Xô trên một tàu đổ bộ. Tuy nhiên, chiếc xe tăng Trung Quốc chỉ là thành công đồng thời của GRU. Mục đích chính của chiến dịch là phát hiện và tịch thu tên lửa phòng không Vác Weistinger của phiến quân. Tên lửa này xuất hiện tại Angola sớm hơn nhiều khi các Mujahideen Afghanistan sở hữu chúng. Tuy nhiên vào thời điểm đó họ đã không thể đoạt được Stinger. 4. Giải cứu con tin tại Beirut. Ngày 30 tháng 9 năm 1985, tại Beirut gần như đồng thời 4 nhân viên đại sứ quán Liên Xô bị bắt cóc. Chiếc xe chở các nhà ngoại giao bị chặn ngay trước lối vào lãnh sự quán. Một chiếc xe khác chở các nhà ngoại giao bị chặn bên ngoài bệnh viện TRAD. Kịch bản cuộc tấn công rất cổ điển: chặn xe, đeo mặt nạ, vũ khí, bắn và nhanh chóng tẩu thoát. Những kẻ bắt cóc nhanh chóng xuất hiện. Yêu cầu phóng thích là hiếm thấy vào thời điểm đó. Những kẻ khủng bố yêu cầu Moskva ngừng gây ảnh hưởng tới chính phủ Syria để chấm dứt kế hoạch quân sự của Syria ở Liban, đồng thời Moskva cần rút đại sứ quán ở Liban. Trong trường hợp yêu sách không được đáp ứng, những kẻ khủng bố đe dọa giết tất cả các nhà ngoại giao Liên Xô. Cũng cần lưu ý không nước nào trong các đồng minh Liên Xô, Iran, Jordan, Libya giúp Liên Xô giải phóng con tin, dù có cơ hội. KGB biết rằng chiến dịch bắt con tin do đơn vị bí mật nhất và mạnh nhất của Herbolat Munazzamat al-Jihad al-Islami, đứng đầu là Imad Mughniyeh, thực hiện. KGB tại Beirut quyết định tuyển mộ công sự thân cận với Mughniyeh và soạn thảo kế hoạch thủ tiêu ông này trong trường hợp các con tin Liên Xô bị hành quyết. Tính nghiêm trọng trong ý định của những kẻ khủng bố được khẳng định qua việc một trong các nhà ngoại giao, do bất cẩn bị thương trong quá trình bắt cóc, đã bị bắn. Vì vậy đặc nhiệm Liên Xô ngay lập tức cần ra tay. Nhiệm vụ được giao cho nhóm đặc nhiệm Vimpo vừa thành lập, chỉ huy chiến dịch là Đại tướng Yuri Ivanovich Rašč. Các sự kiện tiếp theo diễn ra nhanh chóng. Điều bất ngờ với người Palestine là cộng sự thân cận đã bán rẻ Mughniyeh, người hành quyết nhà ngoại giao Liên Xô bị thương. Lần lượt, 10 chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm khác nhau của Liban mất tích. Tiếp đó, Mughniyeh nhận được bức thư mời ông chọn nạn nhân tiếp theo, nếu không thả các con tin Xô Viết. Imad Mughniyeh hiểu rằng nếu thư có thể đưa đến tận tay ông thì nạn nhân tiếp theo chính là ông. Ngay ngày hôm sau các con tin Liên Xô được phóng thích và cuộc bao vây đại sứ quán Liên Xô được dỡ bỏ. 5. Tatbek. Khác với các chiến dịch ở châu Á và Châu Phi, hoạt động của GRU ở Afghanistan có nhiều thông tin hơn. Chiến dịch thủ tiêu người đứng đầu Afghanistan Hafizullah Amin được xem là chiến dịch khó khăn nhất. Cùng với đặc nhiệm GRU, trong chiến dịch này có sự tham gia của các đơn vị Grom và Zenit, các đơn vị trong tương lai của A, Alpha và V, Vimpo. 6 tháng trước cuộc tấn công, chỉ huy Xô Viết thành lập đội đặc nhiệm 154, hay còn gọi là tiểu đoàn Hồi giáo, trong thành phần gồm những người Hồi giáo Liên Xô. Cuộc tấn công vào cung Tatbek của Amin diễn ra chưa đầy 40 phút. GRU chỉ mất 7 người, dù số tay súng của Amin đông gấp 4 lần số binh sĩ đặc nhiệm tham gia chiến dịch. Amin thiệt mạng, chiến dịch hoàn tất thành công. 6. Stinger đầu tiên. Mùa đông 1987, Afghanistan thực sự biến thành điểm nóng. Nhóm Spetsnaz GRU dưới quyền chỉ huy của Thượng úy Vladimir Rašč đã lấy được mẫu tên lửa Vác Weistinger thực sự mà người Mỹ hào phóng trang bị cho Mujahideen Afghanistan. Vladimir Rašč nhớ lại, trong trận này, chúng tôi có 16 người. Ban đầu chúng tôi phát hiện thấy chúng từ trên không, chúng đi xe máy. Xe máy tại Afghanistan. Ông kể tiếp, chúng vội vàng bắt đầu bắn vào chúng tôi. Chúng thậm chí kịp bắn 2 phát tên lửa Stinger, xong trượt. Sau khi trực thăng hạ cánh, chính tôi và 2 đồng đội khác đuổi theo một tên. Chạy theo sau hắn, tôi cho rằng đó không phải ý tưởng tốt. Tôi quỳ xuống, hít mạnh và bắn một phát vào đầu hắn. Tôi còn nhớ cái ống thật kỳ lạ. Tôi không đuổi theo hắn bởi chỉ chú ý vào ống phóng tên lửa. Tôi cầm và chạy ngược trở lại trực thăng. Chỉ huy trên máy bay, dù cãi vã với tôi từ hôm qua, vẫn vui mừng reo lên Volodya, Volodya, Stinger. Trong thời gian hậu Xô Viết, Spetsnaz thành lập thêm một đơn vị nữa là lực lượng tác chiến đặc nhiệm, SSO. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.